Mitsubishi Pajero Sport, một trong những mẫu xe thường được các cơ quan nhà nước, ngân hàng và những công ty tin dùng. Nhưng mà lâu lâu đâu đó anh chị mình đi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn thấy lác đác một hai xe mang biển vàng chạy dịch vụ, rất là ngộ đúng không anh chị? Thì mẫu xe này nó có những gì, option ra sao, vận hành như thế nào mà được nhiều cái khách hàng từ kinh doanh dịch vụ đến cơ quan nhà nước sử dụng như thế? Thì em mời anh chị mình cùng em theo chân hết cái video này nhé. Chào mừng anh chị đã đến với kênh của em Minh Mitsubishi Long An. Rồi, đầu tiên anh chị cho em xin 30 giây dành cho quảng cáo. Mitsubishi Pajero Sport bán ra tại thị trường Việt Nam bao gồm hai phiên bản là diesel 2.4 4x2 AT 1 cầu và 4x4 AT 2 cầu. Đó, với mức giá niêm yết của phiên bản 1 cầu là 1 tỷ 130 triệu đồng và phiên bản 2 cầu là 1 tỷ 365 triệu đồng. Và chương trình khuyến mãi trong tháng 2 năm 2023 của Pajero Sport sẽ là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho cả hai phiên bản. Rồi, quảng cáo đã xong anh chị, quay lại chủ đề chính là chiếc xe. Thì đối với những anh chị mà quan tâm đến những cái xe ở phân khúc SUV cỡ lớn như thế này, thì cái điều mà để anh chị quan tâm đầu tiên nhất thì em nghĩ rất có khả năng là động cơ, đúng không anh chị? Nên là mình sẽ đi đến cái phần động cơ là đầu tiên. Rồi, ở Pajero Sport thế hệ này sẽ được sử dụng một cái động cơ dầu diesel 2.4 lít DED phun nhiên liệu điện tử anh chị, phun nhiên liệu điện tử. Đó. Và động cơ này sẽ đi cùng hộp số tự động AT 8 cấp dành cho cả hai phiên bản luôn anh chị. Và đối với phiên bản 2 cầu thì anh chị mình sẽ có thêm cái hệ truyền động trứ danh Super Select của Mitsubishi. Đó, hệ truyền động này thì hầu như ở trong phân khúc này thì rất ít có đối thủ có cái hệ truyền động hay như là Pajero Sport này. Dạ. Đó thì đó là cái phần động cơ anh chị. Đó là cái phần động cơ. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đến với lại phần nội ngoại thất và những cái option cũng như là những cái đồ chơi của cái mẫu xe này. Thì đầu tiên mình sẽ có một cái xe SUV với một cái phần đầu được thiết kế hầm hố. Đó. Và logo anh chị sẽ thấy nó sẽ khác hơn so với những cái logo khác của những dòng xe còn lại của Mitsubishi. Thì logo này là một cái logo chìm. Lý do vì sao như thế anh chị? Vì đây nó sẽ kết hợp luôn một cái radar ở trong cái bộ công nghệ an toàn chủ động thông minh. Đó, logo kết hợp radar anh chị. Nên là nó sẽ là phần logo chìm chứ không phải là phần logo nổi. Đó, và mình sẽ có đèn LED chạy ban ngày. Nó khá là nhỏ anh chị, bé bé xinh xinh. Ở đây, mặc dù chiếc xe rất là to, rất là hầm hố nhưng mà đèn LED chạy ban ngày rất là nhỏ. Và đây là một cái điểm nhấn rất là hay. Mình sẽ có đèn pha chính là đèn bi projector LED. Tiếp theo thì mình sẽ có đèn sương mù ở đây và đèn halogen ở đây. Đó. Về phần đầu xe thì đối với những cái xe mà cỡ lớn như thế này thì những cái cảm biến là không thể thiếu được anh chị. Và xe này sẽ được trang bị cảm biến quanh xe. Mình sẽ có tổng cộng là 8 mắt cảm biến trước sau. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ được trang bị thêm một cái camera 360 độ ở vị trí này anh chị. Đó, camera 360 độ ở vị trí này. Về công nghệ an toàn thì hầu như là khá là đầy đủ anh chị, không thiếu gì cả. Rồi, về cái phía ngang của một cái xe SUV thì mình sẽ có một cái bánh xe với một cái kích thước rất là lớn nha anh chị. Kích thước lớn tại vì SUV mà anh chị, SUV mà. Và cái xe này có một cái kích thước lên đến 265-60R18. Là mâm là 18, còn cái bề ngang của lớp là 265, còn bề dày của lớp là 60. Một cái lớp rất là to nha anh chị. Và thương hiệu lớp là Toyo. Toyo anh chị, lớp Toyo. Đó. Rồi, về gương chiếu hậu thì mình sẽ có một cái gương chiếu hậu rất là to bản. Và gương chiếu hậu này sẽ được trang bị luôn cả camera 360 độ ở đây anh chị. Đó, gương chiếu hậu ngoài những cái chức năng cơ bản như là dập điện, chỉnh điện, tích hợp xi nhan trên gương. Thì ở gương chiếu hậu trên Pajero Sport sẽ có thêm một cái tính năng nữa là cảnh báo điểm mù trên gương. Đây, cảnh báo điểm mù trên gương nha anh chị. Thì với cái cảnh báo điểm mù trên gương này thì khi có phương tiện họ muốn vượt lên xe của chúng ta thì cái này sẽ báo. Hoặc là khi anh chị mình đá xi nhan thì có phương tiện ở cái phía mà mình chuyển hướng anh chị thì cũng sẽ báo bằng cái tín hiệu phát sáng ở đây và kèm theo tiếng kêu. Đó. Rồi, bật bệ bước chân thì hầu như là không thể thiếu đối với những cái dòng SUV cỡ lớn như thế này. Đó. Ngoài ra thì mình sẽ có tay nắm cửa mở gầm kết hợp nút bấm mở cửa với chìa khóa Smart Key Startup Engine. Dạ. Rồi, về viền cửa thì mình cũng sẽ trang bị một cái nẹp viền mạ chrome chạy dọc từ kính chiếu hậu ra đến phía đằng sau của hết ôm trọn hết cả ba cái ô kính của cái mẫu xe này luôn anh chị ha.
Dạ, mình phải có ba cái ô kính nó tương đối là đều nhau, nó kính này với kính này, thì nó không có chênh lệch lớn bé quá nhiều, dẫn đến việc là khi mà nhìn ngang cái xe anh chị thì mình thấy xe nó rất là đồng đều và nhìn rất là hầm hố và rất là ngầu, đúng không anh chị? Ngoài ra thì ở trên nóc sẽ được trang bị thêm hai cái tham giá nóc ở đây, nó tôn lên dáng vẻ thể thao của một cái mẫu xe SUV ngoài cỡ. Rồi mình sẽ đi đến cái phần đuôi của cái xe này anh chị. Thì phần đuôi của mẫu xe này sẽ được trang bị một cái cánh rước gió ở phía sau như thế này, nó giúp cho cái đuôi xe to bản hơn, bề thế hơn. Đó. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm hai cái đèn hậu nhìn rất là độc anh chị, nó rất là dài, kiểu như hình cột và nó kéo dài từ trên đây xuống tới dưới đây, và đèn hậu cũng là đèn led luôn anh chị, đó, đèn hậu cũng là đèn led luôn. Đó. Rồi cảm biến thì mình sẽ có đằng sau 4 mắt cảm biến, trước 4 mắt cảm biến, tổng cộng là 8 mắt. Đó, rồi ở phía sau thì mình sẽ có cái camera lùi kết hợp trong bộ camera 360 độ. Dạ. Rồi, thì đây là phiên bản hai cầu nên sẽ có cúp điện nha anh chị. Cúp điện và cúp điện nó sẽ có luôn tích hợp cảm biến đá gớp luôn. Dạ, rồi. À, phía ở đằng sau cúp thì do đây là một cái mẫu xe SUV 5+2 nên là cái hàng ghế thứ ba thì hầu như rất là ít xài, nên là em xin phép là được gặp cái hàng ghế thứ ba xuống. Dạ, được gặp cái hàng ghế thứ ba xuống. Và ở ở những cái mẫu xe như là Pajero Sport anh chị thì cái hàng ghế thứ ba nó sẽ gặp một cái cách khác hơn là đối với những xe khác đó, thì anh chị mình sẽ gặp luôn cái ghế mà mình để ngồi anh chị bật riêng, và cái tựa lưng sẽ bật riêng, nó sẽ như thế này anh chị, nó sẽ như thế này, nó bật ra rồi cái này nó sẽ bật như thế này đó, thì như thế này mình sẽ được một cái xe 5+2 đó, và vị trí 5 người ngồi ở trên thì mình sẽ có còn lại một cái không gian cốp rất là lớn, và hai cái ghế ngồi này nó sẽ đỡ lại những cái đồ đạc, những cái vật dụng mà có thể làm va chạm lên trên cái lưng ghế của hàng ghế thứ hai, tránh cho cái việc là hàng ghế thứ hai nó bị trầy xước hoặc là rách da hàng ghế thứ hai. Dạ rồi, thì hôm nay mình sẽ còn lại một không gian cốp khá là lớn anh chị, một không gian cốp khá là lớn với một cái trần xe tương đối là cao. Dạ, ngoài ra thì dưới đây mình cũng sẽ còn một số hộc đựng đồ, tuy là không có lớn, nó nhỏ thôi, nhưng mà cũng sẽ đựng được rất là nhiều cái vật dụng lặt vặt trong gia đình của mình. Đó, bên đây nó cũng sẽ có một cái hộc đựng đó anh chị. Nó rất là nhiều cái hộc đựng nhỏ ở hai bên đó, và được ốp lại bằng những cái tấm này tạo ra một cái không gian cốp rất là liền lạc, rất là liền lạc, đúng không anh chị? Dạ rồi, cốp điện thì mình sẽ có cái nút nhấn ở đây, mình chỉ nhấn là cốp nó sẽ tự chạy xuống, và hai cái ti cốp điện rất là to bản anh chị, rất là to bản đó. Bản số thì khỏi chê anh chị, 3456 luôn. Dạ rồi, thì em mời anh chị mình vào trong không gian nội thất với em, xem là trong không gian nội thất của mẫu xe này sẽ có gì nhé. Rồi, cameraman qua bên kia giúp anh. Rồi, không gian nội thất thì sau khi mình mở hai cái cửa chính ra, cái cửa đầu tiên ở trên ghế tài anh chị, thì anh chị mình sẽ thấy rằng là mẫu xe này sẽ được trang bị cả hai ghế chỉnh điện ở hàng ghế đầu tiên. Ghế lái cũng là trang bị chỉnh điện, và ghế phụ cũng là được trang bị chỉnh điện luôn anh chị. Dạ rồi, tiếp theo thì chất liệu nội thất thì mình sẽ có là da, và chất liệu da khá là cao cấp anh chị. Chất liệu da khá là cao cấp, được bọc hết tất cả ghế và được bọc luôn ở bên tappy anh chị. Da rất là xịn, rất là mịn đó, và mềm tay, rất là xịn mịn và mềm tay anh chị. Rồi, tiếp theo vào trong xe thì mình sẽ có một cái nút nhấn khởi động từ xa, startup engine ở đây. Đó, mình sẽ có một nút nhấn khởi động từ xa, startup engine ở đây anh chị. Đó, và đây thì mình sẽ có một cái nút bật tắt chức năng cảnh báo va chạm trước. Đó, cảnh báo va chạm trước anh chị, FCM. Đây là nút tắt cảm biến, và đây là nút tắt bật cân bằng điện tử. Còn việc mà gương chính chỉnh điện thì không thể thiếu trên một cái dòng xe SUV ngoại cỡ như thế này rồi. Dạ, rồi. Ngoài ra thì đối với mẫu xe này thì mình sẽ có được trang bị một cái màn hình lái táp lô theo dạng điện tử anh chị. Đó, theo dạng điện tử rất là đẹp mắt. Đó, anh chị mình thấy là cái màn hình lái táp lô theo dạng điện tử rất là đẹp mắt, đúng không anh chị? Và mình sẽ chỉnh được rất là nhiều kiểu. Em nhớ không lầm là như là lên đến khoảng tầm 3-4 kiểu gì đó. Dạ, lên đến tầm 3-4 kiểu gì đó. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ có một cái vô lăng 4 chấu. Vô lăng 4 chấu bọc da và tích hợp rất là nhiều nút bấm. Và trên đây thì anh chị mình sẽ thấy là nó sẽ có một cái nút bấm ở đây, hai nút bấm này. Thì hai nút bấm này là hai nút bấm để sử dụng cái chức năng Adaptive Cruise Control, là mình sẽ tự động bấm đuổi xe phía trước bằng cái hệ thống radar và hệ thống camera ở trên đây.
Đó, hệ thống camera trên đây và hệ thống cái radar trên logo anh chị, thì nó sẽ có cái chức năng Adaptive Cruise Control này. Thì chức năng này sẽ tự động bám đuổi theo xe phía trước. Xe phía trước chạy nhanh thì xe mình sẽ chạy nhanh, xe phía trước chạy chậm thì xe mình sẽ chạy chậm. Đó, nó sẽ giữ khoảng cách rất là an toàn với xe phía trước. Rồi, với một cái mẫu xe có cái hộp số AT 8 cấp như thế này thì việc trang bị lẫy số sau vô lăng là điều không thể thiếu được anh chị, là điều không thể thiếu được. Rồi, về gạt mưa với lại đèn thì chắc chắn là mình sẽ có gạt mưa với đèn là auto rồi anh chị. Đó, cái này cũng không thể thiếu được luôn. Rồi, về gương giữa trong xe thì cũng là loại chống chói tự động. Đó, cũng là loại chống chói tự động. Rồi, ở phía trên thì mình cũng sẽ có đèn trần nội thất, có tấm che nắng hai bên rất là lớn, cũng như là có luôn cả cái hộc đựng kính ở đây anh chị. Cái hộc đựng kính ở đây. Đó, hộc đựng kính ở đây. Anh chị biết cái này là cái gì không anh chị? Rất nhiều anh chị không biết đúng không? Cái này là cái mirror đó anh chị. Mirror của xe đó. Dạ, cái mirror của xe đó. Rồi. Tiếp theo mình sẽ có một cái màn hình giải trí ở đây. Đó, và màn hình này thì ngoài Apple CarPlay và Android Auto ra thì màn hình này có luôn cả bản đồ nha anh chị. Bản thân nó đã có bản đồ rồi. Còn khi mà anh chị mình kết nối thêm Apple CarPlay với Android Auto thì mình sẽ có thêm bản đồ từ Google, từ cái màn hình của mình nó hiển thị lên. Dạ, còn đây là nút bấm mở cấp điện nè, cấp điện. Rồi, mình sẽ có một cái dàn điều hòa tự động hai vùng độc lập. Dàn điều hòa tự động hai vùng độc lập anh chị. Rồi, ở đây là khóa vi sai, nó tổ mồi thuốc, USB và cổng HDMI để kết nối vào cái màn hình này. Dạ, rồi, mình sẽ có một cái dạng cần số tự động, nó cũng tương đối là nhỏ nhỏ xinh xinh và nó làm theo dạng dọc. Nó làm theo dạng dọc anh chị. Và anh chị mình có thể để D và sau đó bóp lẫy số để về số trên đây, hoặc là anh chị mình có thể gạt qua M cộng M trừ nó để tăng xuống số bằng cái cần số luôn cũng được. Rồi, ở đây thì mình sẽ có hỗ trợ đổ đèo. Hỗ trợ đổ đèo. Còn cái này là chế độ lái. Khi mà anh chị mình đi nhiều cái điều kiện địa hình khác nhau thì anh chị mình sẽ lựa chọn những cái chế độ lái theo những cái điều kiện địa hình nó phù hợp. Phanh tay điện tử auto hold thì không thể thiếu rồi anh chị. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ có dẫn động anh chị. Dẫn động thì ở đây mình sẽ có cái chuyển cầu bằng điện. Nó thì đây là cái xe hai cầu nó mới có cái chuyển cầu điện này. Và cái chuyển cầu này thì cũng giống như ở trên Triton anh chị, nó sẽ có cái hệ truyền động Super Select tứ danh của Mitsubishi. Nó giống như là trên Triton anh chị, nó sẽ khóa luôn visa trung tâm và visa cầu sau. Dạ, rồi ở đây mình sẽ có một cái bệ tì tay rất là to bản. Đó, và bệ tì tay này thì sẽ có luôn cả hai cái hộc đựng đồ anh chị, rất là tiện ích và mình có thể đựng được rất nhiều đồ. Nó ví dụ mình có điện thoại mỏng mỏng mình để ở đây, đồ thì mình để ở dưới rồi sau đó mình đập lại. Đó. Rồi, về an toàn anh chị thì xe này sẽ có rất là nhiều chỗ để vịn nắm để anh chị mình có thể gọi là vịn cho nó chắc chắn cũng như là leo xuống xe một cách dễ dàng và thoải mái đối với những cái xe mà cái gầm nó khá là cao như thế này. Đó, gầm nó khá là cao như thế này. Rồi, em mời anh chị mình cùng theo em ra hàng ghế thứ hai ha. Dạ. Rồi, đối với hàng ghế thứ hai thì anh chị mình cũng sẽ có một cái chỗ nắm tay như thế này để leo vào xe một cách dễ dàng anh chị. Đó, để leo vào xe một cách dễ dàng. Và ở hàng ghế thứ hai này anh chị thì do là hàng ghế thứ nhất em đã chỉnh nó khá là sâu xuống rồi nên là nó sẽ hơi gần, nhưng mà nếu mà chỉnh đúng vị trí ngồi tài xế thì nó sẽ còn một cái khoảng rất là rộng. Và khi mà ngồi ở không gian hàng ghế thứ hai thì anh chị mình sẽ có những cái tiện ích, ví dụ như là điều hòa này anh chị, nó sẽ có những cái cửa gió ở tại những vị trí người ngồi luôn, ví dụ ở đây hoặc bên kia. Và mình sẽ có luôn cái điều chỉnh tốc độ gió bằng nút bấm rất là đẹp ở đây. Mình có thể on off nè, có thể tăng gió giảm gió nè, đó, có thể tăng gió giảm gió, nó rất là dễ điều khiển và nó sẽ chủ động cho từng người ngồi ở từng vị trí luôn anh chị. Rồi, mình sẽ có những cái ngăn đựng đồ phía sau như thế này, đó, những ngăn đựng đồ phía sau như thế này anh chị. Rồi, đặc biệt một cái nữa là ngoài cái việc mà trang bị cái cổng sạc USB ở hàng ghế thứ hai thì trên Pajero Sport này sẽ được trang bị luôn cả cái tẩu sạc điện để mình ghim cái phích cắm điện vào anh chị, là 220V 150W anh chị, giống như điện nhà của mình á, nó là cái ổ cắm điện này anh chị, để anh chị mình những người mà thường xuyên làm việc bằng laptop thì anh chị có thể sạc được laptop. Còn đối với những anh chị mà đi dã ngoại, đi camping rồi các kiểu thì anh chị mình có thể cắm bình đun nước hoặc là anh chị mình có thể nấu cơm bằng cái điện này, giống y chang nhà điện sử dụng sinh hoạt gia dụng ở nhà bình thường. Đó, cái này là một cái rất là hay nha anh chị, rất là hay. Rồi, ở vị trí hàng ghế thứ hai thì mình ngồi ba người rất là thoải mái anh chị. Nó cái ở chính giữa nó cũng rất là rộng nè, nó ba người thoải mái. Và mình sẽ có luôn một cái bệ tì tay ở đây, cái bệ tì tay anh chị, bệ tì tay đây. Và bệ tì tay thì nó sẽ có cái này rất là thông minh nè,
Đó anh chị mình để nước ngay chỗ này, còn nếu mà không để nước thì anh chị mình nhấc vào. Đó là mình ấp lên. Đó, rất là xịn sò đúng không anh chị? Đó thì Bazaro Sport thì nó chỉ có như vậy thôi anh chị. Và những cái móc để treo khẩu trang hay là những cái móc nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì là một cái mà khi mà thiếu thì thấy nó rất là khó chịu anh chị. Em đã nhắc rất là nhiều lần và em rất là thích thú về cái những cái nhỏ nhặt như thế này anh chị. Khẩu trang mà không biết để đâu, mình máng đây và không bao giờ sợ quên luôn. Leo ra là thấy khẩu trang đây là dở ra liền, rất là hay. Dạ rồi. Thì Bazaro Sport thì chỉ có như thế thôi anh chị, một cái xe gầm cao thực thụ nó ở trong phân khúc SUV cỡ D, gọi có thể gọi là cỡ lớn tại thị trường Việt Nam và cạnh tranh trực tiếp với lại Ford Everest cũng như là Fortuner. Nhưng mà về người dùng bình thường anh chị thì người dùng sẽ có hơi hướng nghiêng về Ford Everest với lại Fortuner hơn. Còn những đơn vị, những cái ngân hàng, những cái công ty tổ chức thì sẽ có hơi hướng nghiêng về cái Bazaro Sport này hơn, tại vì nó sẽ có thể gọi là nó bền bỉ theo thời gian. Nó có một cái kiểu gì đó hầm hố, ngầu, giống như theo kiểu là cơ quan nhà nước đó anh chị. Nên là do là cái ngoại hình hoặc là do cái độ bền của nó thì nó sẽ ảnh hưởng một phần đến cái việc mà chọn xe của những cơ quan nhà nước đó. Và nếu anh chị là người dùng bình thường, không phải là công ty, cơ quan, thì anh chị có lựa chọn Mitsubishi Bazaro Sport trong phân khúc SUV cỡ lớn tại thị trường Việt Nam không? Thì hãy cùng nhau bình luận bên dưới nhé. Và anh chị mình có câu hỏi nào về những cái dòng xe của Mitsubishi, hoặc là anh chị mình cần tư vấn về giá, hoặc là anh chị mình có nhu cầu mua những cái mẫu xe nào của Mitsubishi, thì anh chị mình hãy liên hệ ngay cho mình với số hotline trên góc màn hình nhé. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.